1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra đời. Chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, quân của dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, để nước đồng nghĩa, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta đã dành nhiều tình cảm, đời sống của chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ bị thương gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc. Về đây các anh ơi, hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm cánh đồng chiếu nặng, về thăm lũy tre làng quê hương. Về đây các anh ơi, xin hãy về đây, nằm nghe biển ru, nằm nghe sông hát. Hỡi các anh những linh hồn không tuổi, hỡi các mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào. Xin dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình kính cẩn trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Chiếu nặng về thăm lũy tre làng quê hương. Về đây các anh ơi, xin hãy về đây.